Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình chat với doanh nhân du lịch ngày hôm nay. Đây là chương trình nằm trong loạt nội dung Họ sống thế nào trong đại dịch do Kinh tế Sài Gòn và Sài Gòn Tiếp thị phối hợp thực hiện. Chương trình hôm nay chúng tôi rất vui khi được trò chuyện cùng ông Đỗ Tuấn Hùng Mạnh, GM TTC Resort Ninh Thuận thuộc Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng kết nối với ông Hùng Mạnh để bắt đầu cuộc trò chuyện. Dạ, xin chào ông Hùng Mạnh. Rất cảm ơn ông đã dành chút thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, câu hỏi đầu tiên chúng tôi muốn xin ý kiến chia sẻ từ ông. Đó là đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến ngành du lịch nói chung và dịch vụ lưu trú nói riêng. Là một trong những doanh nghiệp đang kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú. Vậy ông có thể chia sẻ cho chúng tôi biết TTC Resort Ninh Thuận đã gặp phải những khó khăn như thế nào ạ? Như chúng ta đã biết thì trong cái tình hình dịch vừa qua thì đã ảnh hưởng rất nhiều sâu và rộng đến tất cả các ngành nghề của Việt Nam, đặc biệt trong đó là ngành du lịch. Vì chúng ta từ xưa đến nay thì chưa bao giờ gặp phải một cái cơn đại dịch mà nó kéo dài và nó phức tạp ngày càng nghiêm trọng như vậy. Thì những cái khó khăn thì ở đây mình cũng nêu ra những cái mà cơ bản. Thứ nhất là khi mà đợt dịch đầu tiên xảy ra thì cái người dân cũng giống như khách hàng thì họ hoang mang, họ rất là hoảng sợ và họ gọi điện, họ yêu cầu là hủy phòng, dời ngày, rồi đòi lại tiền cọc. Thì đây là một việc rất là coi như là gây một cái sự khó khăn nhất định cho những cái đơn vị kinh doanh du lịch. Thì TC chúng tôi cũng là phải phân công những cái vị trí có tầm ảnh hưởng để đứng ra trả lời cũng như gửi email thông báo cho khách hàng để nhằm trấn an cho khách yên tâm, bảo lưu lại số tiền đặt cọc cho khách. Còn nếu như khách mà yêu cầu hoàn trả thì chúng tôi cũng sẽ hoàn trả lại cho khách. Ngoài ra thì cũng coi như là trấn an và cập nhật tình hình hàng ngày trên các cái fanpage cũng giống như trên các website cũng như gửi email để cho khách biết là riêng cái khu vực nào mà của TC đóng mà đang an toàn, thì để cho khách biết là chỉ có những vùng nào là đang bị dịch xảy ra thôi, nhưng riêng Ninh Thuận giống như là Đà Lạt hoặc là Bình Thuận thì những cái điểm nào mà đang được an toàn thì chúng tôi đều phải cập nhật và thông báo cho khách. Đó là cái mà khó khăn đầu tiên về khách hàng. Thì chính vì cái sự biến động như vậy á, mà hủy hoặc dời ngày như vậy thì nó ảnh hưởng đến cái nguồn doanh thu của các đơn vị kinh doanh của TTC. Thì chúng tôi là phải là tổ chức họp thường xuyên cập nhật hàng ngày để báo cáo cho ban lãnh đạo tập đoàn cũng như ban lãnh đạo công ty về tình hình thiệt hại gây ra do cái COVID xảy ra như vậy. Thì từ đó là chúng tôi phải đề xuất nhận định tình hình trong tương lai gần và tương lai xa, từ đó xây dựng rất nhiều kịch bản để mà trình lên về cho hội đồng chủ tịch, hội đồng quản trị để xem xét và thuận duyệt. Đó là cái khó khăn và thứ hai về cái nguồn doanh thu nó bị giảm được rất nhiều do cái biến động mà cái của khách hàng. Chính vì cái nguồn doanh thu giảm như vậy thì dẫn đến cái dòng tiền để đảm bảo được cái mà hoạt động, đảm bảo được cái doanh thu và chi phí và có cái duy trì hoạt động lâu dài cho đơn vị, thì đây là một cái vấn đề rất là đau đầu cho ban điều hành cũng như là hội đồng quản trị. Và chúng tôi phải đề ra rất là nhiều cái kịch bản chứ không phải chỉ một hai kịch bản, để cho các bên là ngồi lại với nhau để mà cùng nhau phân tích đánh giá cái nào là tối ưu nhất, cái nào sẽ áp dụng trong cái ngắn hạn, cái nào trung hạn và dài hạn để vượt qua cái đợt dịch vừa qua. Và chính vì vậy đó thì đây là một cái mà trước giờ thì chúng ta phải nói là du lịch chúng ta trông cậy vào đa số là khách quốc tế từ các nước vào Việt Nam, mà đặc biệt những khu vực mà của chuỗi TTC đóng thì đa số là khách là Nga, khách Hàn Quốc, khách Trung Quốc, khách châu Âu. Thì khi mà xảy ra dịch bệnh này thì cái nguồn đó là ngay lập tức là bị hủy, là không có vào Việt Nam được nữa. Nên là đây là một sự xáo trộn về rất là nhiều cái hệ lụy đi theo. Và chúng tôi phải coi như là quyết định thay đổi cái hướng khai thác đối tượng khách hàng mục tiêu liền, là đổi thành khách nội địa, để cho như là nó đảm bảo được là coi như là cái duy trì hoạt động cho các đơn vị của TTC, chứ nếu không thì coi như là sẽ không có trở tay kịp với cái mùa dịch nó xảy ra quá nhanh như vậy.
Và cái khó khăn sau cùng nữa là cái về cái tinh thần và cái mà hoang mang của nhân viên. Vì xảy ra dịch như vậy thì ra là chúng tôi phải sắp xếp cho anh em là nghỉ bù, nghỉ phép, rồi giống như là cho làm việc 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày để làm sao là đảm bảo được cái quỹ lương nó không có quá vượt quá cái nguồn doanh thu mà thu vô. Như vậy thì ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến cái tâm tư nguyện vọng giống như là cái tâm trạng của nhân viên, thì họ không biết là tình hình này là sẽ kéo dài tiếp tục hay là sẽ chấm dứt sớm để mà anh em người ta yên tâm. Đó là cái cũng nhiệm vụ của ban điều hành chúng tôi là phải trấn an, cũng đưa ra những cái chính sách đồ cho anh em để cho anh em đồng hành và hiểu được là vững tin để mà cùng đi qua cái giai đoạn khó khăn đó. Đó là những cái khó khăn mà cơ bản mà trong đợt dịch vừa qua mà cái hệ thống mà TTC nói chung và cái riêng resort của Ninh Thuận nói riêng đã gặp phải. Xin cảm ơn những lời chia sẻ của anh. Thưa ông, bên cạnh những cái khó khăn mà TTC Resort Ninh Thuận gặp phải trong những cái thời điểm của dịch COVID-19, thì không biết là TTC Resort Ninh Thuận đã có những cái chiến lược kinh doanh cũng như là chiến lược kích cầu như thế nào để thu hút và vực dậy cái tình hình kinh doanh đang khó khăn như vậy ạ? Ông có thể chia sẻ thêm. Yeah. Đứng trước cái tình hình mà khó khăn như vậy thì hội đồng quản trị cũng như ban điều hành chúng tôi rất là tự tin và làm lại hơi khác những cái doanh nghiệp khác, là chúng tôi mạnh dạn đầu tư và mở rộng cái quy mô của cái chuỗi TTC để tận dụng. Đang trong lúc này đây thì chúng tôi sẽ nâng lên mở rộng lên cái quy mô cũng giống như là đưa ra những sản phẩm mới. Thì đơn cử như ở Ninh Thuận thì chúng tôi đưa vào hoạt động cái khu vui chơi giải trí công viên nước đầu tiên tại Ninh Thuận để phục vụ cho khách địa phương. Thì bây giờ chúng ta mất cái nguồn thu khách ở quốc tế đến rồi thì chúng ta phải tìm cái ngách thị trường khác, thì coi như khách địa phương thì đặc biệt là vô mùa nắng nóng thì người ta thường là người ta đi tìm ở đó. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi đưa vào hoạt động những cái sản phẩm mới như những cái bungalow để cho những khách trẻ cuối tuần người ta đi ở địa phương, những vùng lân cận đó người ta đi, để cho người ta mà xả stress, hay là người ta không đi ở tỉnh xa được thì người ta đi nội bộ trong những tỉnh mà nhà. Cũng giống như ở Bình Thuận cũng vậy, Bình Thuận thì Resort Cây Gà chúng tôi cũng làm những cái gói sản phẩm đó để cho phục vụ khách địa phương. Thì cũng là cái đó là cũng tạo thêm công việc làm cho nhân viên và cũng giống như có một sân chơi cho những khách mà ở địa phương. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ đưa ra những cái giải pháp liên kết vùng miền với lại các hiệp hội, những cái sở ban ngành, thì chúng tôi đồng hành và tham gia hầu hết các cái mà chương trình liên kết vùng miền như vậy. Và nhận thấy như vậy thì tình hình khó khăn nên chúng tôi đã tập trung đánh vào cái thị trường khách Việt Nam, đặc biệt là khách gia đình. Những cái khách gia đình mà người ta có xe ô tô riêng thì chúng tôi tập trung khai thác, vì người ta chủ động trong vấn đề mà di chuyển giữa các mà địa điểm tìm đến. Nên là trong thời gian qua thì TTC cũng thành công về cái nhận định này và chiến lược này, và đẩy mạnh bán phòng và các dịch vụ ở trên các mạng xã hội như là Facebook, ở trên Zalo, cũng giống như trên những cái diễn đàn, để cho những người đó người ta có nhu cầu, người ta tìm, người ta đi, người ta không thông qua công ty du lịch hoặc là thông qua một cái đại lý nào cả, thì như vậy thì mình rất là lợi, là mình tiếp cận trực tiếp với khách hàng luôn, mình hiểu rõ được nhu cầu như cũng như là cái mong muốn khách hàng, và như vậy thì là đảm bảo được cái nguồn thu nhất định cho cái chuỗi. Bên cạnh đó thì chúng tôi đưa ra tận dụng cái hệ sinh thái của các đơn vị kinh doanh TC ở những địa bàn như ở tỉnh Bình Thuận, rồi ở tỉnh Lâm Đồng, Đà Lạt, ở mà ngoài Hội An, thì chúng tôi sẽ đưa ra những cái gói combo. Nếu khách sử dụng dịch vụ một trong những cái đơn vị đó thì sẽ được giá ưu đãi. Thí dụ như ở Bình Thuận, chỉ cần đặt phòng ở TC Phan Thiết hoặc TC Cây Gà thì được miễn phí vô cổng của ở TC Tà Cú. Như vậy thì để khích lệ cho khách và người ta đi như vậy, thì đây là đối tượng gia đình mà người ta có phương tiện cá nhân riêng, thành ra người ta sẽ chủ động đi đó. Hoặc là ngược lại, thứ hai là nếu như các công ty du lịch mà đặt ở mà TC Cây Gà thì sẽ được là coi như là ăn một cái bữa cơm trưa hoặc bữa tiệc tối ở TC Palace Bình Thuận,
với một cái không gian sang trọng mà giá thì rất là ưu ái, để coi như là để mình cũng như tri ân khách hàng ta ủng hộ tất cả các dịch vụ của hệ sinh thái của mình ở những địa phương đó. Và ở Nha Trang cũng vậy, nếu đặt phòng ở Michelin Nha Trang thì được sử dụng cái bãi biển cũng giống như là chơi team building ở trên khu vực TC Joblet miễn phí. Đó là mình tận dụng được cái sự cộng hưởng của cái hệ sinh thái. Đây là một cái rất là hay và rất là thành công đó. Rồi bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có đưa ra là bán chéo cái sản phẩm trong cái tập đoàn TTC, thì ví dụ là tận dụng cái ngành mía đường, tận dụng cái ngành nông nghiệp, tận dụng cái ngành mà năng lượng, thì chúng tôi đưa ra những cái gói giá mà để cho phục vụ cho khách hàng nội bộ. Thì du lịch thì khó khăn nhưng mía đường năm nay thì rất là thành công, và những cái ngành khác thì làm ăn thành công, nên chúng tôi cũng đã khai thác triệt để cái vấn đề mà khách hàng nội bộ. Thì coi như là cũng đây là cũng là một trong những cái hướng đi mà coi như là để bù đắp phần nào cái nguồn khách quốc tế là bị đóng cửa không vô vào Việt Nam được. Và cái nữa là chúng tôi cũng hoàn chỉnh lại về cái sản phẩm dịch vụ, giống như là cũng bảo trì, bảo dưỡng, rồi nâng cấp lên một số cái mà cơ sở mà đã khai thác bấy lâu mà vì công suất khai thác đông quá chúng ta chưa có cái dịp để mãi, thì đây là dịp để mà cùng nhau mà bảo trì, bảo dưỡng và chăm chút lại, để khi mà phục hồi lại bất cứ lúc nào thì chúng tôi đều đã sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu của khách. Đó là cái mà còn ngoài ra đó, thì tùy theo cái từng cái giai đoạn, từng theo mà mùa, thì chúng tôi đưa ra những cái chương trình khuyến mãi phù hợp cho từng đối tượng khách hàng và từng cái mùa. Như mùa hè thì đưa ra những cái gói hấp dẫn cho khách nghỉ hè. Rồi ví dụ như resort thì ở xa trung tâm, chúng tôi đưa ra những cái gói khuyến mãi combo là giá phòng bao gồm ăn 3 bữa, để khách an tâm là không cần phải đi đâu xa mà ở đó chơi tắm biển, tắm hồ bơi và ăn 3 bữa ở tại resort luôn. Thì đây là cũng một cách là để coi như là tăng doanh thu của cái resort cho trong cái mùa Covid này. Đó. Rồi là đưa ra những cái gói như là chúng tôi sẽ bán combo cho khách ở trên các kênh mà OTA, là cái kênh bán hàng online đó, ví dụ Agoda, Booking.com, thì để cho đó là mình tận dụng cái nguồn mà khách hàng rất lớn của họ để họ bán giùm cho hệ thống chủ TC trên đó. Thì hiện giờ thì theo đánh giá tới ngày hôm tuần vừa rồi, thì chúng tôi ngồi đánh giá 6 tháng cuối năm, thì 6 tháng đầu năm nhằm để đưa ra cái chiến lược cũng giống như cái kế hoạch cho 6 tháng cuối năm, thì thấy là mặc dù cũng khó khăn nhưng cũng đang nằm, kết quả kinh doanh thực hiện cũng đang bám sát theo cái kế hoạch mình đề ra. Thì kế hoạch ở đây thì bên TC là rất linh động, sẽ điều chỉnh theo từng tháng và từng quý, nên là nó để cho nó mang tính thực tiễn chứ không có mà để nó chậm hơn cái thực tiễn, thì lúc đó nó sẽ không còn ý nghĩa nữa. Đó là cái mà giải pháp mà về kinh doanh. Còn giải pháp về nhân sự thì đây là một cái là chúng tôi xem đây cơ hội để chúng tôi tái cấu trúc lại, để sàng lọc lại, để huấn luyện đội ngũ nhân viên, để bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng phần mềm cho nhân viên, để khi mà phục lại theo dự kiến là khoảng tháng 9 này là sẽ phục hồi lại, hoặc là chậm lắm là cuối năm, thì lúc đó là mọi thứ đã sẵn sàng về phần cứng như phần mềm. Đó là xin báo cáo chị là những cái giải pháp cơ bản mà của cái chuỗi TTC nói chung và TTC Resort Ninh Thuận nói riêng đã triển khai trong thời gian vừa qua, để nhằm sống chung với lũ cũng giống như vượt qua những khó khăn mà do dịch Covid đã gây ra cho ngành du lịch nói chung và TTC nói riêng. Dạ, cảm ơn ông những lời chia sẻ rất chi tiết và rất đa dạng vừa qua. Thì thưa ông, là hiện tại thì hầu hết các cái khách sạn cũng như là cơ sở lưu trú có phục vụ cho khách cách ly. Thì không biết là tại TTC Resort Ninh Thuận của mình đã có dịch vụ này chưa, hay là mình cũng đã có kế hoạch để triển khai dịch vụ này chưa ạ? Dạ thưa chị, thì thật ra thì đây là một cái mà bên ban lãnh đạo của TTC đã lường trước và đã có đăng ký để mà chuyển những cái khách sạn nằm vị trí để mà phục vụ. Thì đơn cử như trong chuỗi thì có, và TTC Ninh Thuận thì cũng không nằm ngoại lệ, thì
Ninh Thuận thì lại được là ưu ái của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, là được chỉ định là một trong những cái đơn vị được mà phục vụ đón tiếp những cái khách mà cách ly. Thì nhờ vậy thì chúng tôi cũng đã, tại cái resort nó rất rộng mà như vậy thì địa hình nó như vậy thì rất phù hợp, đặng nếu mà có khách ly về đó thì nó không ảnh hưởng đến cái kinh doanh của những cái mảng khác, của đối tượng khách khác, nên là chúng tôi cũng đã đón được những năm vừa qua, từ năm 2020 tới giờ thì cũng có những đợt mà khách cách ly về ở. Vì nhờ như vậy thì nâng cao được thêm cái kiến thức phòng và coi như là ngừa, và cũng như là làm sao để cho giữ cái an toàn cho nhân viên cũng giống như giữ an toàn cho khách hàng. Thì đây là một cái dịp rất là tốt, vì tại khi mà được mà thẩm định đó thì bên Sở Y tế cũng như Sở Du lịch họ xuống họ thẩm định trước cái thực tế, và sau đó họ hướng dẫn, họ huấn luyện cho đội ngũ nhân viên của mình về những kiến thức đó, khi tiếp xúc khách hàng như thế nào 5K và phải giữ gìn sinh ra sao, và phải trang bị cái đồ bảo hộ như thế nào. Thì đây là cái mình nghĩ là đây là một cái dịp rất tốt, có lợi cho cái bản thân cái người nhân viên mà phục vụ cho khách này, cũng giống như là tạo một cái sự gọi là an toàn cho khách, giống như là có những cái địa điểm để mà cho tỉnh nhà, giống như là để khi mà xảy ra dịch thì có, đây là những điểm mà cách ly an toàn cũng như đạt tiêu chuẩn cho những khách khó tính trong cái dịch bệnh mà vừa qua. Xin cảm ơn ông. Thưa ông, thì đại dịch COVID-19 mọi người cũng chia sẻ đó là một trong những cái thách thức. Tuy nhiên thì trong đại dịch có nhiều doanh nghiệp cũng nhìn nhận lại những cái kế hoạch của mình và đưa ra những cái kế hoạch trong tương lai nhằm đối phó với những tình huống, những rủi ro có thể xảy ra. Vậy thì với lĩnh vực lưu trú này, nếu như đại dịch có thể kiểm soát được thì theo ông mình sẽ có những cái chính sách gì, những cái kế hoạch gì mà khác hơn so với tình huống, hoặc là sát hơn so với cái trường hợp là trước đại dịch? Thật ra thì sau khi mà đánh giá cái sơ bộ về sơ kết 6 tháng kinh doanh của chủ TC đầu năm 2021 thì chúng tôi cũng có đang xây dựng nhiều kịch bản để cho trình về cho ban lãnh đạo tập đoàn xem xét và có ý kiến chỉ đạo sau cùng. Thì để triển khai thì tôi chỉ có thể chia sẻ cơ bản trước là nó sẽ có những cái kịch bản mà tháng 9 này là chúng ta sẽ bắt đầu phục hồi, là trong tháng 7 này hy vọng là với cái biện pháp mạnh mẽ của từ lãnh đạo mà trung ương cho tới địa phương, các phương thì sẽ khống chế thành công cái trong tháng 7 này. Thì mình sẽ có một cái tháng là tháng đệm, bước đệm là tháng 8. Thì tháng 9 thì nếu mà được kịp thì tháng 9 bắt đầu nó sẽ phấn khởi, nó sẽ khả quan hơn. Còn cái kịch bản thứ hai là nó sẽ kéo dài tới cuối năm. Thì chúng tôi thấy là chúng tôi đang tập trung vào hai kịch bản này nhiều hơn, mặc dù rất là nhiều kịch bản, nhưng mà để cho chúng tôi từ đó chúng tôi xây dựng cái kế hoạch và cái lực lượng cho nó kịp với lại cái hai cái mà dự đoán này. Thì chính vì chúng tôi đã có những cái chuẩn bị mà rất là kỹ lưỡng và kinh nghiệm của năm 2020 và 6 tháng đầu năm nay rồi, thành ra bây giờ nói chung thì anh em đã rất là tự tin và không còn phải hoang mang lo sợ giống như cái đầu năm 2020 nữa. Và bây giờ thì chúng tôi cũng đã vừa hoàn tất xong cái kế hoạch tái cấu trúc nhân sự. Thì hiện bây giờ thì với một bộ máy tinh gọn và đa năng đa nhiệm như vậy thì chúng tôi nghĩ là cho dù dịch mà phục hồi sớm trong tháng 9 này thì chúng tôi đã sẵn sàng. Về cơ sở vật chất cũng đã tươm tất và đã đẹp đẽ, rồi con người thì cũng được đào tạo, cũng có những phân công như lại như vậy. Thì bước đầu thì chúng tôi nghĩ là về cái vấn đề mà bộ máy về vận hành thì nói chung là không có gì để mà lo ngại. Về cái vấn đề kinh doanh thì cho dù mà dịch đang xảy ra như vậy nhưng chúng tôi vẫn là rất tinh thần lạc quan và tích cực. Mỗi ngày thì nhân viên kinh doanh vẫn phải đi làm và vẫn phải gửi mail chương trình cập nhật cho khách hàng biết là cái chương trình khuyến mãi quý 3 và quý 4 như thế nào để cho khách, đặng khi khách có mà được đi rồi thì người ta biết được cái giá mình như nào, người ta book liền, người ta đặt liền, thì lúc đó chúng ta nhanh tay hơn các đối thủ khác và chúng ta sẽ lấp đầy trước các đối thủ bạn. Đó là những cái mà về tinh thần và chủ động. Cái thứ hai nữa thì là về cái sản phẩm.
thì chúng tôi cũng đang ngồi để mà phát triển ra những cái sản phẩm mới. Thì sản phẩm đây là những cái sản phẩm mà phối hợp, đòi hỏi nó phải vùng miền chứ không phải là một cái đơn lẻ, một cái đơn vị giống như một cái resort, một cái sản phẩm như vậy thì nó sẽ không đủ hấp dẫn đối với khách hàng. Thì chúng tôi sẽ phối hợp với các cái đơn vị mà cung cấp dịch vụ của ở những cái tỉnh địa phương, giống như ở Ninh Thuận, ở Bình Thuận, ở Đà Lạt, thì chúng tôi sẽ phối hợp những cái sản phẩm, những thương hiệu mạnh có uy tín thì liên kết lại với nhau và chúng tôi sẽ đưa ra một cái gói combo. Như vậy thì nó sẽ là hấp dẫn khách hơn, thay vì bây giờ khách ở TC nhưng mà đi vô tham quan ở một đơn vị khác hoặc là đi ăn ở bên ngoài đơn vị khác, thì chúng tôi sẽ liên kết liên tục với nhau. Như vậy thì cái lợi thế là gì? Khách hàng được cái gói combo này giá tốt và được tận dụng lên những cái sản phẩm uy tín chất lượng của địa phương đó. Đó là cái về cái mà chuẩn bị mà cái khác mới cho dưới trước khi xảy ra dịch. Và cái nữa là chúng tôi cũng sẽ rơi vào cái cuối năm, thành ra là nếu như tốt như vậy thì chúng tôi nghĩ là sẽ đón được cái lượng khách mà người ta đang bị gọi là cuồng chân á, giống như là từ đầu năm tới giờ rồi. Chứ nếu không ra thì chúng tôi đã đón được một lượng khách rất là lớn trong cái mùa hè này, là đáng lẽ là tháng 6, tháng 7 này chúng tôi sẽ đón rất là nhiều khách, khách đặt rất nhiều, nhưng mà cuối cùng bây giờ là khách hoãn lại một số người thì người ta hủy luôn, một số người hoãn lại, thì hy vọng là khi mà được cho đi thông thường với nhau hết thì lúc đó là chúng tôi sẽ nhận được những cái khách lẻ này đến ở trong những điểm đến của TC của cả nước. Đó là cái những cái mà sự chuẩn bị về nhân sự cũng dạ xin cảm ơn ông. Được biết là TTC Resort Ninh Thuận cũng là thành viên của chương trình sáng kiến điểm đến an toàn. Vậy thì để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 thì TTC Resort Ninh Thuận đã, đang và sẽ áp dụng những biện pháp gì nhằm tạo ra sự an tâm cho khách lưu trú, cũng như là ông có những ý kiến gì để đóng góp cho chương trình không ạ? Thực ra thì trước khi mà xảy ra cái dịch này đó thì tập đoàn TTC đã có những cái mà quy định rất là nghiêm ngặt về vấn đề là giữ vệ sinh, đặc biệt là vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh cơ sở vật chất. Thì chúng tôi có đưa ra những bắt buộc toàn thể cán bộ nhân viên trong tập đoàn là phải tuân thủ về vấn đề 5S. 5S ở đây là coi như là chúng tôi phải sàng lọc những cái vật dụng đồ dùng nào mà còn dùng thì phải để ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ, còn cái vật dụng đồ dùng nào mà không còn dùng được nữa thì phải thanh lý hoặc là coi như là mà dọn dẹp để tránh cái chuyện trường hợp mà nó xảy ra cái chuyện mà ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động cũng giống như là ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Thì đây là cái là lợi thế, thì khi đó là nhân viên đã được trang bị một cái thói quen rất tốt rồi. Thành ra khi xảy ra dịch này thì lúc đầu thì theo sự hướng dẫn của Bộ Y tế thì là chúng ta cũng trang bị khẩu trang rồi cũng như là cồn rửa tay cho khách khi làm thủ tục mà nhận phòng. Rồi chúng tôi cũng tuân thủ là bố trí những bàn ăn cách nhau khoảng 2 mét để cho đảm bảo được cái sự mà an toàn cho khách. Đó là cái giai đoạn đầu, nhưng sau này thì khi Bộ Y tế nâng lên cái mức độ lên thì yêu cầu là phải tuân thủ theo 5K. Thì chúng tôi cũng đã huấn luyện cho nhân viên, yêu cầu nhân viên triển khai. Thì những cái này là triển khai rất là đồng bộ và rất là chi tiết, từ trong thang máy cho tới những khu vực công cộng như lễ tân, nhà hàng. Những cái chỗ nào mà nó công cộng mà hay rủi ro cao thì chúng tôi đều có trang bị cái đó cho khách nhằm đảm bảo. Và đặc biệt là hướng dẫn và hỗ trợ cho khách làm đăng ký cái phiếu mà y tế trước khi khách đến nhận phòng. Nếu khách không rành thì nhân viên lễ tân sẽ hỗ trợ khách đăng ký mà cho khách. Còn nếu như mà khách biết thì khách đã đăng ký trước khi đến cái địa phương đó. Đó là cái những cái mà chúng tôi đã và đang làm. Còn cái chuyện mà sẽ làm thì sau này thì cho dù dịch xong rồi thì chúng tôi cũng tiếp tục là phải duy trì công tác giữ gìn vệ sinh theo cái quy trình 5S của tập đoàn đề ra. Đây là nó cũng rất là hữu ích và coi như là nó vừa hạn chế được cái chi phí bảo trì bảo dưỡng sửa chữa nhỏ nếu chúng ta giữ cái vệ sinh sạch sẽ và nó sản phẩm lúc nào cũng tươi mới đẹp. Ví dụ như một cái khách sạn ở vị trí đẹp mà đến mà cái phòng nó vô nó ở có mùi ẩm mốc hay là vệ sinh dơ thì như là cũng là khách cũng là không có hài lòng, như vậy thì ảnh hưởng đến thương hiệu của cái TTC trong cái cảm nhận khách hàng, như vậy thì là không có được. Còn về cái mà cái ý kiến hay là cái mà những cái ý kiến đề xuất hay là sáng kiến gì đó thì thật ra thì mình nghĩ thì
mà phải lúc nào cũng phải có những cái phương án dự phòng để khi mà xảy ra trường hợp xấu như vậy thì chúng ta không bị động về cho những kế hoạch tài chính cá nhân của gia đình cũng giống như là cái kế hoạch mà tài chính cho công ty đó. Chứ nếu không thì rất là bị động về vấn đề mà dòng tiền cũng như vòng vốn để hoạt động lâu dài, sống chung với lũ trong cái giai đoạn tới hoặc năm tới. Thì mình cũng không biết nói gì hơn, thì cũng cảm ơn, thì cũng giống như là ban tổ chức chương trình thì cũng có cơ hội cũng giống như là cái buổi hôm nay để trò chuyện cùng với các bạn, cũng giống như là để chia sẻ những cái mà đã, đang và sẽ làm của TC mà tập đoàn nói chung và cũng như là Resort Thịnh Tùng nói riêng. Cảm ơn. Xin cảm ơn ông đã có những chia sẻ trong buổi trò chuyện ngày hôm nay, những chia sẻ rất là thú vị. Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý độc giả đã theo dõi chương trình Chat với Doanh nhân Du lịch ngày hôm nay. Và xin quý vị cùng đón xem những buổi trò chuyện sau cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.